Qsmart hân hạnh đồng hành cùng NH Media. Sửa chữa thiết bị di động, hãy đến với Qsmart. Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Mình lên Cam Lợn và mình vẫn hân hạnh như cái hôm mà các bạn vừa xem video mà mình xuất hiện. Hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái video có lẽ rằng nhiều người quan trọng. Bây giờ đã là 2019 rồi, nhưng mà điện thoại thì giá càng ngày càng cao. Thế nên là anh em muốn điện thoại xịn, điện thoại ngon, muốn flagship này nọ, nhưng mà liệu có bao giờ bỏ ra được 20-30 triệu mua một chiếc điện thoại hay không? Mình nghĩ rằng câu trả lời không phải ai cũng có từ đấy tiền. Thế nên là trong video hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn những cái lựa chọn mà theo như mình thấy là ngon nhất trong tầm giá 10 triệu đồng. Đây là hai chiếc điện thoại flagship đến từ hãng đối đầu nhau rất nhiều năm vừa qua. Và liệu chúng ta sẽ chọn chiếc flagship nào? Nếu các bạn không muốn sở hữu một sản phẩm xuất xứ đến từ Trung Quốc như Xiaomi hay là Huawei, mà bạn muốn lựa chọn những thương hiệu tên tuổi như kiểu là Samsung hay là Apple, thì sẽ chọn máy nào đây? Hôm nay mình sẽ có một chiếc Galaxy Note 8 và một chiếc iPhone 7 Plus. Cái chiếc máy này mượn tại Di Động Việt. Thì các bạn sau khi xem xong video muốn sắm cho mình một chiếc, link dưới phần mô tả video. Chúng ta sẽ cùng so sánh hai chiếc máy này với cái góc nhìn là điện thoại cũ, flagship cũ cho năm 2019, để xem các bạn nên mua máy nào nhé. Ở đây mình có chiếc Galaxy Note 8 64GB. Chiếc máy này là bản Mỹ và các bạn có thể mua khoảng tầm loanh quanh 8 triệu đồng tại Di Động Việt. Và chiếc iPhone 7 Plus này là hàng line new. Đây là bản quốc tế, các bạn có thể mua tại Di Động Việt giá khoảng tầm loanh quanh 8,8 triệu đồng. Thì đó, chưa đến 10 triệu và các bạn có thể nâng cấp lên sang bản quốc tế, tăng dung lượng bộ nhớ, tình trạng đẹp hơn mới hơn vân vân mây mây. Nhưng mà loanh quanh vẫn chỉ 10 triệu mà thôi. Cả hai máy này thì đều có thiết kế rất là đẹp mặc dù nó rất là khác nhau. Note 8 thì kiểu dạng nó thời thượng hơn và lưng kính nó đang là kiểu thiết kế chủ đạo trong năm trở lại đây. Những chiếc iPhone 7 Plus này thì nó vẫn không hề xấu, nó là một thiết kế gọi là gì, kinh điển từ rất lâu rồi, là kết hợp giữa nhôm và kính, khả năng chống bám vân tay tốt và các bạn đỡ phải lo lắng về cái việc là rơi vỡ cái mặt lưng. Đúng vậy, khi mà chiếc Note 8 này thì có hai mặt kính thì các bạn lo lắng hơn. Còn mỗi chiếc máy có một điểm mạnh riêng về thiết kế, nó là tùy vào các bạn thích chiếc máy nào. Và cả hai chiếc máy này cầm thì đều cảm giác to như nhau, rất là to, rất là cồng kềnh và cả hai đều trơn trượt. Riêng chiếc Note 8 thì bám vân tay nhiều hơn. Về độ hoàn thiện thì cả hai máy này đều rất tốt và cả hai đều sở hữu khả năng kháng nước và bụi, điều mà đa số các smartphone khác cùng tầm giá hiện nay không có. Đúng vậy, loanh quanh 8 triệu đồng bây giờ thì ít máy nào kháng nước IP lắm. Mình thấy chiếc Note 8 này thì có IP68 và chiếc iPhone 7 Plus này thì IP67. Còn loanh quanh 8 triệu bây giờ thì máy nào kháng nước nhỉ? Bphone kháng nước chuẩn. Bphone number one anh em ạ. Nhớ ủng hộ thương hiệu Việt Nam. Rồi quay trở lại chủ đề của chúng ta. Về màn hình thì sao? Màn hình thì mình nghĩ rằng đây không có cửa dành cho chiếc Apple iPhone 7 Plus. Đúng vậy, Samsung mà. Màn hình AMOLED mà. Chiếm 90% thị trường màn hình AMOLED. Thì đương nhiên họ có cái gì đó nắm trong bàn tay, cái công nghệ hãng không có. Về độ sáng, về màu sắc, về góc nhìn, về độ phân giải, cái gì nó tán cũng hơn. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng màn hình của iPhone là cùi. Độ sáng rất là cao mặc dù chỉ là màn hình LCD. Bộ độ phân giải Full HD vẫn rất là sắc nét và các bạn vẫn có thoải mái diện tích để sử dụng cũng như độ sắc nét. Thế nên rằng màn hình nào cũng là màn hình tốt. Chỉ có cái đây là Note 8 sẽ là màn hình ngon hơn hẳn so với iPhone 7 Plus mà thôi. Cái điểm nữa khiến màn hình của Galaxy Note 8 nó vượt trội hơn là nó có tỷ lệ dài hơn 18.59. Dài hơn thì các bạn lướt web trên dùng xuống như thế này thì cảm giác trong màn hình nó có nhiều thứ hơn, cầm trong lòng bàn tay nó gọn hơn. Và bây giờ nhiều video dạng 18.9 trên mạng các bạn xem với cảm giác nó vừa khít màn hình, nó đã mắt hơn. Cũng như là việc nó dùng tấm nền AMOLED, thế nên là màu đen hiển thị rất là sâu. Độ tương phản thì đảm bảo Apple iPhone không có cửa. Về tính năng thì có lẽ đây là một kèo đấu nữa nghiêng về Galaxy Note 8. Chúng ta có điểm ưu việt hơn bao gồm jack tai nghe 3.5mm này, có sạc không dây này, có cảm ứng nhịp tim này, có quét mống mắt này, có quét mặt luôn này, có màn hình Always On và không kể đến là có cả cây đũa thần cực kỳ bá đạo. iPhone 7 thì vẫn là iPhone mà thôi. Cái tính năng đặc biệt đây thì có lẽ nó là 3D Touch, nó 3D Touch toàn màn hình, nó không chỉ ở riêng Note Home như trên Galaxy Note 8 thì nó bật hơn một chút. Thế nên rằng mình nghĩ về tính năng thì nếu bạn là người sử dụng Apple lâu năm, bạn sử dụng Mac, bạn sử dụng iPad và gia đình bạn, bạn bè bạn như người dùng iPhone thì rất là tiện khi bạn dùng iMessage, FaceTime với cái hệ sinh thái nó rất là kiểu đồng bộ với nhau, rất là lớn. Thì đó sẽ điểm mạnh của Apple thôi. Còn nếu tính riêng về chiếc smartphone này thì có lẽ rằng những cái gì iPhone 7 Plus làm được thì phần lớn Note 8 đều làm được, thậm chí làm tốt hơn. Chiếc Galaxy Note 8 thì có hai phiên bản, một phiên bản sử dụng chip Snapdragon 835 và một phiên bản gọi là quốc tế và Hàn Quốc, Việt Nam các thứ ấy, thì sử dụng chip 8895. Cái phiên bản Snapdragon nó chỉ dùng tại thị trường châu Âu, châu Mỹ mà thôi.
trên tay mình ở đây chính là một chiếc Note 8 ở bên Mỹ. Đây là nhà mạng Sprint sử dụng chip 835 với GPU cho khả năng chơi game tốt hơn một chút so với chip Exynos. Thậm chí đối với những game như kiểu là PUBG Mobile vẫn có thể quẩy mức FPS cao nhất. Trước đây một vài tháng chiếc 7 Plus cũng làm được như vậy. Nhưng hiện nay game đã không cho phép bật mức FPS Extreme lên trên chiếc 7 Plus nữa. Nên coi nhiều năng của iPhone sẽ kiếm một chút tính riêng về khoản chơi game PUBG thôi. Đồng thời thì chiếc máy này 7 Plus cũng tỏa nhiệt nhiều hơn so với Note 8, làm cho cái trải nghiệm chơi game nó không được thoải mái lắm. Đó mới là nói về cái game PUBG thôi. Với cả chúng ta cũng phải nhìn đi nhìn lại là chiếc iPhone 7 Plus này nó ra trước tận 5 cơ mà, đúng không? Ưu điểm của chiếc 7 Plus này là nó có điểm số benchmark gần như tương đương Galaxy Note 8 mặc dù ra đời trước. Và iPhone luôn có điểm hiệu năng single core, tức là đơn nhân, với cả Geekbench 4 rất cao, cùng hệ điều hành được cập nhật liên tục và lâu dài cũng như là tối ưu hơn. Do vậy thì với đa số người dùng, iPhone vẫn đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày trong khoảng thời gian rất dài. Chúng mình có thể ổn định trong vòng 4 đến 5 năm kể từ khi ra mắt. Thì chiếc máy này vẫn còn 2-3 năm nữa, thoải mái đấy các em. Với thời lượng pin thì đây sẽ là một câu chuyện thú vị. Nói thật với các bạn thì mình đã dùng Note 8 được gần 1 năm, đúng vậy, trước khi hãng gửi cho mình Note 9 và bây giờ là S10, S9, S10 các thứ. Thì chiếc Note 8 nó không có thời lượng pin ấn tượng. Mình đã nói đến điều này rất nhiều video và mình sẽ nói lại một lần nữa. Đó là Note 8 chỉ có thời lượng pin trung bình hoặc thậm chí là dưới trung bình. Bạn dùng nhẹ nhàng một ngày thì ok, còn nếu bạn chơi game nhiều thì khoảng tầm đầu giờ chiều bạn sẽ phải tìm đến cục sạc. Nhưng đối với phiên bản Snapdragon này thì có lẽ rằng một phần nhờ vào con chip Snapdragon ngon hơn một chút so với Exynos về khoản tối ưu pin, cũng như việc rằng máy nó còn mới khi nó chưa chai. Thì mình test pin, mình cảm giác chiếc máy này có thời lượng pin khá là ổn, ổn hơn so với bản Exynos, thì các bạn vẫn có thể dùng thoải mái trong vòng một ngày. Đối với chiếc iPhone 7 Plus, thực ra thì trước đến nay tất cả dòng Plus của Apple đều đánh giá rất là tốt về thời lượng pin, thì chiếc 7 Plus này không phải là ngoại lệ. Nhưng mà cái điều mình thấy ở đây thì pin của iPhone nó thường chai rất là nhanh, mà chiếc máy này lại lớn tuổi hơn, nó già hơn Note 8 nữa. Thế nên khi bạn mua, cần phải lưu ý mua một chiếc máy với thời lượng pin tốt và kiểm tra xem độ chai phần trăm pin là bao nhiêu, thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng khi sử dụng pin trên chiếc iPhone 7 Plus này. Cả hai chiếc máy này thì đều sở hữu một cụm camera kép ở phía sau, bao gồm camera thường và một camera zoom 2x với cơ chế hoạt động khá là giống nhau. Tức là khi chụp ảnh xóa phông thì sẽ sử dụng camera tele chứ không sử dụng camera chính. Tức là nếu các bạn chụp ảnh xóa phông thì sẽ phải lùi lại một chút, nếu không sẽ phải nhìn thấy toàn mụn cả nốt ruồi trên mặt người kia. Đại khái nó zoom 2x mà. Cái này rất là khó chịu, thế nên là các đời sau những chiếc máy này nó bỏ đi rồi. Các bạn thì chụp bằng camera gốc luôn, không cần dùng camera tele. Chất lượng ảnh của cụm camera chính này thì mình ưng chiếc Note 8 với chi tiết tốt hơn trong cả điều kiện đủ sáng và chiếu sáng. iPhone 7 Plus thì có điểm mạnh là cho màu sắc nó khá là trung thực, nhưng không phải ưng thích điều này. Mình nhiều khi cảm giác rằng màu của iPhone nó hơi vàng, cảm giác mình kiểu bị viêm gan B ấy. Còn ảnh trên Note 8 thì cho màu sắc nó tươi tắn, nó nịnh mắt hơn. Camera selfie trên Note 8 cũng cho góc rộng hơn, làm đẹp tốt hơn và khả năng xóa phông cũng bá hơn. Đại khái rằng về camera thì hãy chọn Note 8 bởi vì nó bá rất là nhiều. Còn về khả năng quay video, cả hai đều cho khả năng quay video 4K 30fps, cả hai đều quay rất là tốt. Note 8 thì cho khả năng chống rung tốt hơn, còn 7 Plus thì lại cho màu sắc trung thực hơn và lấy nét nó mượt mà hơn. Về loa, nếu các bạn quan tâm thì mình cảm giác loa của Galaxy Note 8 nghe nó đã tai hơn, âm thanh nó lớn hơn một chút và nó đầy đặn hơn một chút. Loa của iPhone 7 Plus nghe cũng được, không có gì để chê trách đấy cả, nhưng mà Note 8 tốt hơn, mình chỉ muốn nói như vậy thôi. Và đó là video chia sẻ lại cho các bạn flagship cũ đến từ Samsung và Apple mà các bạn vẫn có thể sử dụng rất là tốt và ổn định trong vài năm tới. Thì hy vọng các bạn thấy video vui vẻ và thú vị. Note 8 và iPhone 7 Plus, link dưới phần mô tả video của Di Động Việt, các bạn thì mua các bản từ loại Hàn Quốc, Mỹ, Mùng, các thứ trên trời dưới đất. Nhớ đọc pass bạn xông vào nha. Còn bây giờ xin chào anh em, nhớ like video và subscribe. Hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.